Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh DDA, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dàn IDO, các dàn Network OT, các dàn IDO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn du lịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì bạn nhớ nút subscribe để bạn đăng ký kênh để đi cùng những dàn mới nhất là mình thường xuyên chia sẻ với anh em. Video chia sẻ hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về dàn Beach Hotel được phát iRope ở trên ví Beach Cap. Dàn này thì anh em chỉ theo dõi video để mình có thể hướng dẫn cho anh em một cách chi tiết cụ thể nhất. Để tham gia vào dự án thì các bạn sẽ cần vào link thì đến một tập video. Sau đó chúng ta nên được làm các nhiệm vụ là cho các kênh Telegram. Chúng ta sẽ mở tất cả kênh Telegram ra. Ta thành join này. Continue. Cho tiếp một cái kênh Telegram nữa. Ta có một cái thao tác xác thực cái máy nhé. Cho một kênh Telegram của bên Bitcap nữa này. Rồi các bạn trở lại đây chúng ta ấn continue. Chúng ta tiến hành Play này. Join vào các kênh mạng xã hội của Bitcap cũng là kênh của dự án nhé. Ta sẽ xem nhiệm vụ này. Tiếp theo là chúng ta sẽ narrative là bài đăng này. Xem nhiệm vụ này. Rồi chúng ta được join vào hai kênh Discord của dự án cũng như là của Bitcap để mình kiểm tra rằng cái Bitcap này join chưa. Ok, bây giờ mình sẽ to nhé. Bitcap và kênh của dự án này. Mình được soi cả hai kênh này. Hôm nay mình sẽ soi kênh Bit Hotel trước. Chúng ta ấn vào nút Vary, ấn vào tổ tích này. Bitcap mình cũng sẽ mở ra để soi. Như vậy là mình đã full kênh, của tôi có nhiều kênh rồi, bây giờ mình thoát bớt một kênh nhé. Tâm nó còn bẩn này. Tích này, submit này. Start here. Get ready. Thôi chắc cũng chả cần vary cái kiểu kia đâu. Xem mấy phút mình thoát thêm một vài kênh nữa. Mình thoát một vài kênh nữa để lấy cái khoảng trống mình roi tiếp những kênh mạng xã hội tiếp theo. Rồi. Cảm ơn anh em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Ta nút continue xác nhận roi hai nhiệm vụ này nè. Visit website của Bit Hotel. Là nhiệm vụ là visit Bitcap này. Đây chúng ta là phần đăng ký kênh mình đã đăng ký rồi nhé. Bây giờ cái đến nhiệm vụ quan trọng chúng ta sẽ thực hiện một cái lệnh swap đối với BK swap này. Thì các bạn chú ý vào đây này, mình không có hướng dẫn trên điện thoại đâu. Giờ này rất là muộn rồi, không có thời gian để ngồi hướng dẫn điện thoại ghép video nữa. Thì anh em để ý thấy đây, ở trên ví Bitcap chúng ta sẽ có tính năng swap. Đấy, chúng ta sẽ ấn vào cái tên token ở đây, các bạn tìm kiếm tên mã là BTH. Rồi chúng ta sẽ nạp một lượng BNB trên đây, chúng ta sẽ swap từ BNB sang BTH nhé. Thì các bạn nạp tầm khoảng 0.01 BNB và các bạn đừng mua nhiều BTH nữa. Đừng mua nhiều BTH quá để các bạn không có cần phải cái thao tác chuyển đổi cực lại, chúng ta chỉ mua một lượng nhỏ thôi nhé. Được chưa? Bây giờ mình sẽ tiến hành thử tiến hành một cái lệnh swap ở trên ví nhé. Các bạn để ý vào đây này. Chúng ta sau khi chúng ta giao dịch nhé, chúng ta sẽ ấn vào cái biểu tượng góc trên cùng bên tay phải nhé. Được chưa?
Tiếp theo khi ấn vào đây thì nó sẽ ra cái lệnh giao dịch này, có thể trong trạng thái đang giao dịch, có thể là thành công. Thì khi nào nó có trạng thái thành công rồi nhá, thì chúng ta ấn vào cái phần trạng ấn luôn vào cái phần trạng thái này này, ấn luôn vào cái dòng dưới này, toàn kết đến chỗ thành công này, điểm nào cũng được. Đấy. Nó sẽ ra giao diện thế này, ở đây nó sẽ xuất hiện cái phần đó là ID giao dịch, có một cái biểu tượng copy ở đây, chúng ta ấn biểu tượng này để copy. Và sau đó thì chúng ta sẽ paste cái phần ID vào đây, ấn continue nhé. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ mở lại cái nhiệm vụ tiếp theo. Chúng ta sẽ join vào kênh Telegram này. Selenium, follow Facebook này. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục visit ở Bitcap này. Xác nhận nhiệm vụ này. Ở đây thì các bạn có thể follow nữa. Rồi ở đây các bạn sẽ điền vào địa chỉ ví, từ ví Bitcap vào đây. Chúng ta dùng địa chỉ ví BNB P20 hoặc là ví ETH cũng được nhé. Ở trên ví Bitcap chúng ta xác nhận này. Đấy, chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ cái rốt và các bạn sẽ có link dev và bạn link dev sẽ chuyển về thân dev cho chúng ta. Ok rồi thì chúng ta đã hoàn thành xong video chia sẻ về dự án Bit Hotel, một dự án được chia sẻ trên nguồn Bitcap. Giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video. Xin chào các bạn, video tiếp theo.